Việc di chuyển trên đường cao tốc có thể dễ dàng hơn cho các lái xe do không có giao lộ, không có đèn đỏ, không có người đi bộ hay xe máy cản trở. Nhưng chỉ với một sai lầm nhỏ như khi chuyển làn sẽ khiến các lái xe phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Trên thực tế, có không ít vụ tai nạn giao thông trên cao tốc do nhiều lái xe còn lon tay hoặc không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi tham gia trên cao tốc, không quan sát kỹ, mất tập trung. Do vậy, để đảm bảo an toàn, ta cần lưu ý những nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông trên cao tốc. Nguyên tắc 1. Nhập làn an toàn trên cao tốc. Nhập làn vào cao tốc quá sớm là hành vi mà nhiều người mắc phải. Nguyên nhân chủ yếu do lái xe đều lóng lòng nhập làn cao tốc. Sự chênh lệch lớn về tốc độ sẽ khiến việc phán đoán tình huống va chạm của lái xe chuẩn bị nhập làn cao tốc nhiều khi không chính xác. 4 bước sau đây để giúp các bạn nhập làn cao tốc an toàn hơn. Bước 1. Tăng tốc cùng tốc độ với xe khác để vào cao tốc an toàn là đảm bảo xe của mình đi cùng với tốc độ xe khác trên cao tốc mà không tạo ra tình huống nguy hiểm bất ngờ khi có xe đang chạy với tốc độ cao ở phía sau. Chú ý nhìn vào gương quan sát các xe phía sau trước khi tăng tốc. Nếu dòng xe đang đi đến quá nhanh ở làn xe định vào thì nên đợi 1 hoặc 2 nhịp trước khi tăng tốc đến tốc độ tối đa cần thiết. Bước 2. Hãy bật tín hiệu xi nhan xin vào hoặc xin ra. Lên bật xi nhan sớm để các xe khác biết ý định của mình xin nhập làn hay ra khỏi làn. Việc này giúp các xe khác có thời gian chuẩn bị để đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Bước 3. Tìm khoảng trống trong làn đường cần nhập. Chú ý, nhìn đường, quan sát gương chiếu hậu và cả phía sau để biết khi nào an toàn để có thể di chuyển vào. Cùng lúc đó, việc duy trì tốc độ thích hợp sẽ cho phép bạn hòa vào dòng phương tiện một cách an toàn hơn. Bước 4. Vào cao tốc khi thấy an toàn. Khi thấy có đủ khoảng trống, hãy lái xe vào, sau đó nên chạy cùng tốc độ với các phương tiện khác trên đường. Lưu ý, không nhập làn một cách đột ngột, không lái xe vào ngay cao tốc, không dừng lại ở làn tăng tốc nhập làn. Nguyên tắc 2. Không chuyển nhiều làn cùng một lúc. Hành động này không vi phạm luật giao thông đường bộ, nhưng khi chuyển quá nhiều làn cùng một lúc sẽ làm cho cản trở phương tiện phía sau, làm cho các phương tiện phía sau không hiểu được ý định của bạn khi tham gia trên cao tốc và lúng túng trong khi xử lý những tình huống xe ở tốc độ cao. Quy tắc an toàn quan trọng cần ghi nhớ là không chuyển quá nhiều làn trong một lần, chỉ nên chuyển sang làn bên cạnh. Sau khi đã nhập làn thì giữ tốc độ ngang bằng với xe khác, sau đó tiếp tục chuyển sang làn kế tiếp, cứ lần lượt chuyển làn như vậy để đảm bảo an toàn hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Nguyên tắc thứ 3, không đột ngột thay đổi làn đường trên cao tốc. Khi lưu thông trên đường cao tốc, các xe đều sử dụng mức vận tốc khá cao, từ 60 km/h cho đến 120 km/h. Chính vì vậy mà khi bạn đột ngột thay đổi chuyển làn thì nhiều khả năng xe phía sau của làn bên kia sẽ không bắt kịp với tốc độ của bạn, hay gây bất ngờ cho người điều khiển xe phía sau và làm cho họ bị lạc tay lái, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Bật xi nhan trong lúc chuyển làn để báo hiệu cho các tài xế phía trước hoặc phía sau là yếu tố cần thiết. Đồng thời, tiếp tục quan sát xe ở phía trước và xe ở phía sau để giữ một khoảng cách nhất định rồi mới tiến hành chuyển làn. Nguyên tắc 4. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Tình trạng chạy bám đuôi cũng là một trong những thực trạng thường thấy ở những tuyến đường. Đây lại là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn nghiêm trọng hàng đầu của các vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Có thể bạn chưa biết, khi di chuyển với tốc độ 80 km/h với một chiếc xe 5 chỗ cần khoảng 25m để dừng lại khi đạp phanh khẩn cấp. Với quy tắc trừ đi 30 có nghĩa lấy vận tốc trừ đi 30 thì sẽ ra được khoảng cách an toàn giữa hai xe khi lưu thông trên đường cao tốc. Khoảng cách tối thiểu sẽ bằng với tốc độ tối đa trừ đi 30. Ví dụ, trong khu vực tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu của hai xe sẽ là 70m. Vì vậy, hãy tập cho mình một thói quen giữ khoảng cách an toàn theo chỉ dẫn trên các con đường cao tốc để kịp xử lý những tình huống bất ngờ. Nguyên tắc thứ 5, luôn tập trung và giữ ở trong trạng thái tỉnh táo. Những hành trình dài gần như là một cực hình với những người điều khiển xe ô tô. Không chỉ đau lưng, mệt mỏi mà đôi khi bạn còn mất ngủ và dễ dẫn tới tình trạng mất tỉnh táo. Do vậy, tránh tối đa thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng tới việc mất tập trung khi lái xe như sử dụng điện thoại di động, chỉnh gương chiếu hậu, tìm đồ thất lạc, chỉnh điều hòa hay vặn nút chỉnh âm thanh. Bởi khi đang chạy xe với tốc độ lớn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Hy vọng với một chút kinh nghiệm này sẽ giúp mọi người an toàn hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Bảo Hà Auto.